Meta.vn xin chào tất cả các bạn. Trước tình hình hiện nay thì Hà Nội, Hồ Chí Minh hay các tỉnh thành khác thì ghi nhận rất nhiều ca F0. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế về những trường hợp F0 có đủ điều kiện cách ly và điều trị tại nhà thì bên cạnh việc luyện tập thể dục để nâng cao sức khỏe, chúng ta còn có thể luyện tập thở mỗi ngày. Đây là một phương pháp cực kỳ đơn giản, dễ làm nhưng lại rất tốt, có thể nâng cao được thể trạng cho F0. Các bài tập thở bao gồm 1. Động tác tập thở cơ hoành là động tác huy động sự di chuyển của cơ hoành để làm lồng ngực giãn nở ra, tăng thể tích lồng ngực, từ đó lấy được nhiều không khí đi vào trong phổi. Cách tập. Động tác này khi mới tập nên tập ở tư thế nằm, có gối kê đầu, hai chân gập lại, hai đầu gối vuông góc, đặt hai tay lên bụng. Bạn hít vào bằng mũi, bụng căng phồng lên. Khi thở ra thì bụng từ từ hóp lại và tay thì ấn xuống ổ bụng. Với những người khỏe, sau khi hít vào bạn nín hơi càng lâu càng tốt. Với những người mới tập hay cơ thể yếu, bạn hít vào một mức vừa phải, sau đó tập tăng dần. Bạn cũng có thể kết hợp với vận động. Hai tay duỗi thẳng phía trước mặt, từ từ hít vào sâu, hai tay đưa sang ngang để mở lồng ngực, sau đó thở ra từ từ, hai tay đưa về phía trước. Hoặc thực hiện theo bài vận động, hai bàn tay đan vào nhau, đặt ở phía sau vùng đầu cổ. Hít từ từ thật sâu và đưa hai khuỷu tay sang hai bên, sau đó thở ra từ từ và đưa hai khuỷu tay về phía trước. 2. Tập thở mím môi. Bài tập này làm cân bằng áp lực giữa đường thở lớn và đường thở nhỏ. Trong khi tập luyện sẽ giúp làm bong các đường dịch và dễ dàng đẩy đường dịch ra ngoài. Cách tập. Bạn ngồi ghế, hai chân mở rộng bằng vai, thả lỏng cơ thể. Bạn hít vào để làm căng lồng ngực và mím môi thở ra từ từ. Lưu ý thời gian thở ra bằng 2 lần thời gian hít vào. 3. Tập thở chu kỳ chủ động. Bước 1. Bạn ngồi ghế, hai chân mở rộng bằng vai, hít thở nhẹ nhàng 20 đến 30 giây, sao cho cảm thấy thoải mái. Bước 2, hít thật sâu bằng mũi, cho lồng ngực được căng giãn tối đa, sau đó nín hơi khoảng 2 đến 3 giây và thở ra nhẹ nhàng bằng miệng. Bước 3, hít thật sâu, nín hơi 2 đến 3 giây, tròn miệng đẩy hết hơi ra ngoài. Trên đây là các bài tập thở dành cho F0 có thể luyện tập ngay tại nhà. Các bạn nên luyện tập 15 phút mỗi ngày để có thể nâng cao được hiệu quả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe.